Sáng ngày 6 tháng 2, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều đã tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với khu lưu niệm Bắc Hồ ở xã Hồng Thái Tây. Khu di tích lịch sử là nơi ghi dấu sự kiện ngày 2 tháng 2 năm 1965, tức mùng 1 Tết Ất Tỵ, Bắc Hồ đã về thăm trường phổ thông cấp 2, gặp gỡ và nói chuyện với nhân dân trong xã Phạm Hồng Thái, nay là xã Hồng Thái Tây của huyện Đông Triều. Tại đây, bác đã căn dặn cán bộ và nhân dân địa phương phải khai phá đất hoang, trồng cây cho quê hương tươi đẹp và giàu có hơn khu di tích còn hai khu chính là dãy phòng học phía Bắc nơi bác đã ăn cơm, nghỉ trưa và địa điểm bác đứng gặp gỡ nói chuyện với nhân dân trong xã. Năm 1990, Ủy ban Nhân dân huyện Đông Triều đã giao cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện quản lý và phát huy tác dụng. Đến nay, khu lưu niệm Bắc Hồ ở xã Hồng Thái Tây đã được tu bổ và nâng cấp với khuôn viên được mở rộng, đặc biệt là trồng mới vườn đào và mai yên tử. Khu lưu niệm Bắc Hồ tại xã Hồng Thái Tây đã trở thành trung tâm văn hóa phục vụ cho hoạt động tưởng niệm kỷ niệm Bắc Hồ, Sinh hoạt chính trị, giao lưu giáo dục truyền thống đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và tình cảm của nhân dân Đông Triều đối với Bắc Hồ Kính Yêu. Với những giá trị lịch sử vô cùng to lớn, ngày 23 tháng 1 năm 2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có quyết định số 178QD UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với di tích lịch sử lưu niệm Bắc Hồ tại xã Hồng Thái Tây, huyện Đông Triều.